Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện ngắn vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thư giãn. Nhà họ Tống phá sản, ba thì mất tích. Tôi nhìn căn biệt thự trống trơn, mặt đầy dấu chấm hỏi. Ba tôi không nghĩa khí một chút nào, chạy trốn cũng không nói với tôi một tiếng. Còn chưa kịp cảm thán xong thì đã xuất hiện mấy chiếc xe sang trọng dừng ở trước cửa nhà. Một đám người mặc âu phục màu đen, đeo kính râm, khí thế phi phàm. Tôi ngoan ngoãn nấp kỹ ở trong một góc. Bọn họ nhìn xung quanh một vòng căn nhà, dường như không hài lòng cho lắm. Tên đàn ông dẫn đầu, trên mặt có vết sẹo. Một người tiến đến gần tên mặt sẹo mà nói: "Anh mặt sẹo, lão già Tống Hứa Huy này chạy trốn rồi, chỉ bỏ lại một tờ giấy để con gái trả nợ thay." "Tống Hứa Huy là cha tôi, con gái ông ấy là tôi mà." "Tôi là Tống Diễm Hoa." Tên mặt sẹo bất mãn: "Lão già này quả thật không phải đèn cạn dầu. Con gái ông ta không phải là vừa mới tốt nghiệp đại học sao? Mau đến trường bắt về đây." Một đám người nhìn tên mặt sẹo ngây ngẩn cả ra. "Anh mặt sẹo, có khi nào tốt nghiệp rồi thì sẽ không còn ở trường nữa không?" Tên mặt sẹo trầm mặc hồi lâu, thân thiết mà tát cho tên kia một cái. "Tôi còn không biết sao, quan trọng là bắt được người. Tìm ở đâu mà chẳng như nhau chứ." Tên đàn ông kia ôm mặt đứng nghiêm chỉnh. "Dạ, em chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Tôi cứ như vậy nhìn họ rời đi, bình tĩnh lại một chút. Từ lâu đã nói với cha là đừng mù quáng đầu tư cùng người khác. Giờ thì hay chưa, nhà mất, ba tôi nhanh chân chạy trước, lại muốn lấy tôi ra để gán nợ là chuyện quái quỷ gì. Trong đầu nhớ lại cuộc đời bi thảm của nữ chính trong tiểu thuyết sau khi mà bắt đầu gán nợ. Trời đất ơi, tên mặt sẹo dữ tợn kia. Nghe nói đại ca Phó Đình Nguyên của tên mặt sẹo lại càng lạnh lùng vô tình, sát phạt quyết đoán hơn. Bị bắt lại không biết có mất mạng không nhỉ? 36 kế chuồn là thượng sách. May mắn thay, hôm nay tôi mang theo một cái túi vải lớn. Về đến phòng, từ dưới giường tôi lôi ra một cái chén vàng đã cất từ lâu. Lúc mua mấy thứ đồ vàng này, ba tôi còn chế giễu tôi đúng là quá trẻ con. Bây giờ thì ông đã hiểu chưa nào? Thời khắc mấu chốt, vàng chỉ sợ không đủ dùng mà thôi. Tôi lôi cái hộp ra, thấy bên trong trống trơn, chỉ còn lại duy nhất cái vòng tay bằng vàng. Tôi cầm vòng tay, ngửa mặt lên trời mà hét lớn: "Tống Hứa Huy, ba là đồ đáng ghét." Tôi mất một ngày để từ chức trả lại căn nhà đã thuê. Sau khi thu dọn hành lý đơn giản xong xuôi, tôi tranh thủ buổi tối tìm nhà trọ nhỏ. Tiếp theo là mua vé máy bay đi đến tỉnh khác. Trước mắt mọi thứ vẫn ổn. Nửa đêm đang ngủ mơ mơ màng màng thì nhận được điện thoại từ ba tôi. Ông ấy còn ấm ức bởi vì sau khi để lại cái vòng vàng cho tôi, tiền đi đường của ông ấy không đủ cơ. Khóe môi tôi giật giật: "Lão Tống, ba muốn lên trời hay gì? Nguyên cả cái hộp đó, ba chỉ để lại cho con một cái vòng tay mà tiền đi đường còn không đủ là thế nào?" "Diễm Hoa, con gái yêu của ta, con cố gắng chịu đựng một chút. Ta sắp đến một nơi vô cùng quan trọng, khi nào xoay vốn được ta sẽ về chuộc con." Tôi đưa tay nhéo nhéo mi tâm: "Không bằng để con ra ngoài làm việc, sau này đến chuộc cha nghe còn hợp lý hơn đấy, lão Tống." "Ôi ôi, con gái cưng, con tin cha một lần đi, lần này cha nhất định sẽ trở mình được mà." "Vâng, nhưng mà cha..." "Này, alo, alo." Tôi lặng thinh nhìn điện thoại di động bị tắt, bực bội nằm xuống ngủ. Một lần nữa tỉnh lại,
là một ánh đèn đang chiếu đến tôi. Tôi khẽ quay đầu, thấy mình đang nằm trên ghế sofa của một căn biệt thự sang trọng nhưng xa lạ. Một đám người đàn ông mặc âu phục đeo cà vạt đứng thành hai hàng. Nhìn như vậy mà miệng tôi khẽ run. Tôi chắc là bị bắt sống rồi. Tôi nhắm mắt lại, nhìn đằng trước một chút, chỉ thấy tên mặt sẹo đang đứng đó. Cúi đầu nói với người đàn ông da trắng ngồi trên ghế một điều gì. Ánh sáng quá chói mắt, tôi không thể nào nhìn rõ mặt của người đàn ông ngồi trên ghế kia. Có điều, nhìn từ góc độ này, ngón tay của anh rất dài, đặc biệt là rất đẹp. Đầu ngón tay xinh đẹp đang cầm điếu thuốc, động tác vô cùng yêu nhã. Tống Diễm Hoa. Một giọng nói trầm thấp truyền đến, ngữ khí chậm chạp. Tôi đây. Giọng nói của người đàn ông như có tử tính, làm tôi kìm lòng không được mà muốn nhìn dáng vẻ của anh ta. Cô có nhận giấy nợ 3.000 vạn hay không? Ba ngàn vạn ư? Tôi lập tức bị kéo về hiện thực. Tống Diễm Hoa, bây giờ là lúc nào rồi mà mày còn không thể khống chế hóc môn nữ trong người? Tôi nhìn đám người cao to đen hôi trước mặt, cũng không dám nói là không nhận giấy nợ kia. Tôi chỉ biết cắn môi. Chú ơi, không phải là tôi không muốn nhận, có điều tôi vừa tốt nghiệp đại học xong, cả người bây giờ không còn một đồng. Ngậm miệng, ai là chú của cô? Đại ca của tôi so với cô còn trẻ hơn đấy. Tên mặt sẹo lập tức chặn lời tôi. Tôi cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Thế gọi là anh à? Không chờ tên mặt sẹo lên tiếng, người đàn ông ngồi cao quý đó cười khẽ. Gọi nghe thử xem nào. Anh. Người đàn ông nhếch môi, anh ta đứng dậy đến gần tôi. Lúc đến gần sát, tôi sợ đến mức cổ họng sắp rớt ra ngoài. Đầu ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên. Tống Diễm Hoa, bắt đầu từ hôm nay khoản nợ 30 triệu. Bắt đầu từ hôm nay khoản nợ 3.000 vạn sẽ là do cô trả. Chỉ khi đến gần tôi mới thấy rõ người này thực sự rất đẹp trai, đường nét rõ ràng, đôi mắt hẹp dài, môi mỏng lộ ra sự trêu chọc. Tôi lắp bắp. Đại ca, như vậy làm sao mà được? Tôi thực sự... Người đàn ông đưa tay vỗ nhẹ mặt tôi, không nói hai lời mà rời khỏi căn biệt thự kia. Một đám xung quanh cúi đầu nhìn anh ta rời đi. Phó thiếu, anh đi thong thả. Người này thật sự là phó thiếu, phó đỉnh nguyên sao? Nghe đồn anh ta thâm tàng bất lộ, thế mà lại trực tiếp đến tìm tôi đòi nợ 3.000 vạn. Chắc là tôi sẽ ra đi rất thê thảm. Lập tức tôi choáng váng. Đến ngày thứ hai, tôi cuối cùng cũng hiểu ý của người đàn ông này. Anh nói để tôi phụ trách dập lửa để trả nợ. Tôi tưởng tượng ra, dập lửa thôi mà có thể trả nợ rồi, thế thì quá tốt. Mặc dù không hiểu vì sao muốn tìm tôi dập lửa. Vì phòng của Phó Đình Nguyên gặp sự cố ngoài ý muốn, tôi mua bình chữa cháy, tùy thời chờ lệnh thôi. Ở biệt thự đến ngày thứ ba, tên mặt sẹo mỗi ngày ngoại trừ bảo tôi rửa chén, lau sàn, còn lại không nói gì thêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đến 3 vạn vạn năm mới xong nợ mất. Trong đêm, điện thoại leng keng một tiếng, tôi thấy ba chữ Phó Đình Nguyên lập tức nghe máy. Phó Đình Nguyên chỉ nhả ra có một chữ. Ở đâu? Tôi đang ở nhà. Qua đây dập lửa đi. Ngay bây giờ sao? Đúng vậy. Tôi hơi nhíu mày, có chút không hiểu hỏi lại. Tôi đến một người có đủ không? Sau đó nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, Phó Đình Nguyên trả lời. Đủ rồi. Rồi nghĩ gì mà anh lập tức bổ sung. Đừng mặc màu đen, tôi không thích. Tôi mỉm cười. Chỉ đơn giản là đến dập lửa thôi mà, lại còn không cho mặc màu này, thích mặc màu kia nữa. Tôi đổi quần jean, cầm bình chữa cháy qua đó. Vừa đến cửa phòng của Phó Đình Nguyên đã thấy ánh đèn lờ mờ. Rồi đột nhiên có một cánh tay kéo tôi vào bên trong. Tôi thấy đôi mắt Phó Đình Nguyên tràn ngập hỏa diễm, sau đó chậm rãi đưa bình chữa cháy lên.
Đại ca, lửa ở đâu? Người đàn ông chậm rãi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó thì sắc mặt dần dần xám xịt, giọng nói khàn khàn. Ở đây. Tôi như ngừng thở, không khỏi nuốt nước bọt, nhìn xương quai xanh tuyệt đẹp của Phó Đình Nguyên giống như phát sáng dưới ánh đèn lờ mờ. Tôi vươn tay chống trước ngực của Phó Đình Nguyên. Đại ca, mặc dù tôi nợ 3.000 vạn, nhưng mà tôi chỉ bán nghệ, không bán thân. Anh đừng làm loạn. Phó Đình Nguyên hơi nhíu mày, nhếch môi mà xích đến gần tôi. Bán nghệ ư? Tôi bị dọa đến mức đấm lung tung trên lồng ngực của anh. Anh hai à, tôi sẽ giặt quần áo, nấu cơm, làm thêm việc nhà. Tôi sẽ nấu cơm cho anh cả đời. Đến khi nào anh có con, tôi sẽ tiếp tục làm việc cho con anh. Xin anh bỏ qua cho tôi. Hơi thở của Phó Đình Nguyên phả vào mặt tôi, một tay bắt lấy tay tôi đang đấm lung tung trên lồng ngực của anh, sau đó ném mạnh tôi lên giường. Tôi bị dọa đến vứt luôn bình chữa cháy, bắt đầu lùi về sau. Phó Đình Nguyên dứt khoát cởi áo, ngã xuống giường. Anh nhắm mắt, giọng nói mang theo sự mệt mỏi. 2 tiếng sau, dập nến đi. Nến nào? Dập nến ở đâu? Lúc này tôi mới phát hiện ra trên đầu giường của anh có mùi nến thơm. Khó trách vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của gỗ. Tôi lập tức hóa đá. Anh bảo tôi đến dập lửa, hóa ra là dập nến thơm sao? Tôi thở dài một hơi, ngồi xuống tấm chăn cạnh giường. Nến thơm có mùi gỗ làm cho tôi buồn ngủ. Tôi chống tay bên giường nhìn Phó Đình Nguyên. Mái tóc đen xõa trước trán, khuôn mặt sạch sẽ, gọn gàng, đôi môi mỏng, kiều diễm ướt át, đẹp đến khó tin. Tại sao một người như vậy lại có thể trở thành một tên xã hội đen cơ chứ? Tôi thực sự rất buồn chán, nhìn điện thoại còn nửa tiếng nữa. Dứt khoát lên mạng để tra thông tin về Phó Đình Nguyên. Không tra thì không biết, tra rồi tôi giật mình. Tôi từng nghe anh lạnh lùng vô tình, nhưng mà không biết anh làm nhiều chuyện xấu xa đến như vậy. Nghe đồn Phó Đình Nguyên là con trai cưng của người giàu có nhất thành phố Diêm, Phó Tân. Anh trai anh là Phó Thư Vũ, cùng với Phó Đình Nguyên là anh em cùng cha khác mẹ, từ trước đến nay không hợp nhau vì tranh giành tài sản của Phó gia mà đấu đá ngầm không ít. Phó Thư Vũ cũng không tệ. Anh ta là tổng giám đốc điều hành công ty giải trí lớn nhất cả nước. Nữ thần đỉnh lưu nổi tiếng Trần Uẩn đang ở dưới trướng của anh ta. Tôi thầm nghĩ, sự nghiệp của Phó Thư Vũ thì rộng mở ở lĩnh vực giải trí. Thế tại sao Phó Đình Nguyên lại tiến vào thế giới ngầm cơ chứ? Tôi còn đang hóng hớt, lướt lướt xuống để xem thêm, thì đỉnh đầu chợt xuất hiện một cái bóng. Tôi vừa quay đầu đã đụng vào cơ ngực rắn chắc của Phó Đình Nguyên. Người đàn ông khẽ nâng mắt, thân sắc lạnh lùng. Điều tra tôi sao? Tôi a một tiếng, rồi nhanh chóng lui về sau. Không có, không phải đâu. Phó thiếu, tôi chỉ nghĩ đơn giản, anh tốt xấu gì cũng là chủ nợ của tôi. Tôi không biết đến bao giờ mới trả nổi 3.000 vạn. Tôi chỉ là tìm hiểu một chút thông tin của người quen. Ai ngờ trên mạng lại nói lung tung nhiều như vậy. Tôi cười ngờ nghịch nhìn biểu cảm của Phó Đình Nguyên. Lông mi đen dài khẽ nhếch, đôi môi mỏng tạo ra một đường cong. Tất cả đều là thật, không phải nói lung tung. Là thật ư? Tôi đáng thương nhún vai. Mấy ân oán hào môn này tôi từ nhỏ đã nghe không ít. Ba tôi nói không sai, ân oán hào môn càng biết nhiều thì sẽ càng nguy hiểm. Dù sao thì người ngoài xưa nay cũng không biết Phó Đình Nguyên. Có mối quan hệ thực sự với Phó gia hay không. Tôi hình như là chỉ còn cách sự nguy hiểm một bước chân mà thôi. Sau khi tôi thổi tắt ngọn nến, chưa hoàn hồn đã đi ra khỏi phòng của Phó Đình Nguyên. Lập tức nhìn thấy tên mặt sẹo, lại hoàng hồn lần thứ hai. Anh ta thấy tôi cầm bình chữa cháy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó biến thành bội phục. Muốn nói gì đó mà lại thôi, cuối cùng ngoắc ngoắc tay. Xong rồi sao? Tôi mờ mịt đáp. Cái này ư? 2 tiếng
còn chưa tính là lâu à? Tên mặt sẹo há hốc miệng, to đến mức nhét được hai quả trứng gà. Hai tiếng ư? À, lâu, làm sao có thể không lâu chứ? Anh ta cười ngây ngô một trận. Không hổ danh là đại ca. Tên mặt sẹo nói xong, giơ ngón tay cái lên. Còn nói cái gì mà tôi phải ngoan ngoãn, làm sao Phó Đình Nguyên vui vẻ. Việc trả hết 3.000 vạn chỉ cần vài phút mà thôi. Tôi ngoài cười, nhưng trong thì không cười nổi. Nói qua loa mấy câu, tôi lấy cớ trở về phòng. Cảm giác mấy người ở đây đều không bình thường nhỉ. Đêm hôm khuya khoắt bảo tôi qua dập lửa, hóa ra là dập nến thơm. Mà nói mới nhớ, dập nến thơm có thể trả hết 3.000 vạn ư? Cũng tốt. Ba ơi, con thực sự muốn về nhà. Về đến phòng, đêm nay tôi ngủ say. Ngày mới vừa sáng ra đã bị điện thoại của tên mặt sẹo đánh thức, bảo tôi đi cùng với Phó Đình Nguyên tham gia tiệc tối. Tôi nghe thấy giọng của tên mặt sẹo vô cùng lo lắng, mơ mơ màng màng thương lượng. Anh mặt sẹo à, bữa tiệc này không thể nào để cho người khác đi hay sao? Cô lại nói nhảm rồi, biệt thự này trừ cô ra, làm gì còn ai là phụ nữ? Tôi bị anh ta bắt nạt đến bừng tỉnh, không dám thở. Một giây sau, chỉ nghe thấy giọng của Phó Đình Nguyên từ trong điện thoại truyền đến. Mặt sẹo, nhẹ nhàng một chút, đừng dọa cho bạn nhỏ sợ hãi. À, vâng vâng, thưa đại ca, em hiểu rồi. Trong điện thoại, tên mặt sẹo cười hi hi, sau đó đáp lời Phó Đình Nguyên. Tiếp theo là đối xử với tôi kiên nhẫn không ít, để tôi tranh thủ thời gian rời khỏi giường. Vì tiệc tối, tôi bị bắt đi dưỡng da, làm tóc nguyên cả một ngày. Sắc trời dần dần tối, tóc tôi từ đen thẳng dài đã uốn thành lượn sóng. Trang điểm xinh đẹp, nhà thiết kế đưa cho tôi mặc chiếc váy 2 dây, còn mang trên chân đôi giày cao gót 8 cm. Đối với một người bình thường hay đi giày thể thao như tôi thì đây là một cực hình, nhưng nhà thiết kế nhìn tôi như vậy thì lại vô cùng hài lòng. Tôi cố gắng kiềm chế hết sức để bản thân không ngã xuống. Sắp đi đến cửa, nhìn thấy dáng người của Phó Đình Nguyên thon dài đang tựa ở cửa sổ xe hút thuốc. Anh sửng sốt một lúc khi mà nhìn thấy tôi, nhưng sau đó rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, đôi môi mỏng hơi hé ra. Không phải đã nói rồi sao, tôi không thích màu đen mà. Tôi quên mất, vậy để tôi trở về đổi cái khác. Người đàn ông dập thuốc, đôi mắt hẹp dài nhìn tôi. Không cần, lên xe đi. Chiếc xe chạy ra ngoài vùng ngoại ô, dừng trước một căn biệt thự lộng lẫy kiểu Trung Hoa. Hóa ra bữa tối hôm nay là bữa tiệc của gia đình Phó Đình Nguyên. Tiến vào trong phòng khách, vừa bước vào đã có hai vệ sĩ mặc âu phục đi giày da nhìn về phía Phó Đình Nguyên. Thiếu gia. Vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói của người phụ nữ vô cùng dễ chịu. Đình Nguyên, về rồi đấy à? Tôi lần theo giọng nói nhìn đến, người phụ nữ mặc sườn xám, dáng người xinh đẹp, tóc buộc lơi ở đằng sau, phong tình vạn chủng đi về phía Phó Đình Nguyên. Phó Đình Nguyên nhàn nhạt nhìn cô ta, sau đó đi ngang qua. Phía trước của tôi vừa lúc có một người phụ nữ ngăn cản, tôi có chút lúng túng đứng im tại chỗ. Người phụ nữ ngược lại không để ý mà cười cười, vươn tay về phía tôi. Chào cô, tôi là Trần Uẩn. Trần Uẩn ư? Tôi cố nén nội tâm kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ người phụ nữ, không ngờ thực sự là diễn viên đỉnh lưu Trần Uẩn. Tôi bắt tay lại với cô gái đó. Chào cô, tôi là Tống Diễm Hoa. Trần Uẩn nhìn tôi cười, tay bỗng dưng dùng sức, tôi bị đau thì nhíu mày, cô ta mau chóng buông ra. Khá lắm, cô ta đây là đang muốn ám chỉ cho tôi biết. Bạn cùng phòng trước đây của tôi là một fan hâm mộ của Trần Uẩn. Nghe nói cô ta ra mắt vào năm 18 tuổi, đã nổi đình nổi đám, tính cách dễ mến, được đánh giá cao trong giới giải trí. Người ngoài giới sẽ gọi cô ta là Tiểu Linh Linh vì cô ta còn trẻ, năm nay mới chỉ có 25 tuổi. Không ngờ thực sự lại khác xa với lời đồn.
Một giọng nói uy nghiêm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Được rồi, khó khăn lắm mới trở về ăn cơm, đừng trưng bộ mặt lạnh lùng đó ra. Tôi quay đầu nhìn thấy Phó Tân, tổng giám đốc Phó Thị đang ngồi trên bàn ăn. Người đeo kính gọng vàng ở bên cạnh ông là Phó Thư Vũ. Hai người cười cười nói nói. Ngược lại là Phó Đình Nguyên, anh mặt lạnh ngồi một bên. Tôi và Trần Uẩn ngồi sau. Cô ta nhiệt tình nói với Phó Tân. Chú Phó, đã lâu rồi không gặp. Lúc trước chú còn nói với cháu, eo chú không thoải mái. Cháu đã cố gắng hỏi những người bạn ở nước ngoài để họ gửi về một chiếc ghế massage. Có thời gian thì chú dùng thử một chút xem sao ạ. Phó Tân thỏa mãn gật đầu. Vẫn là Trần Uẩn hiểu ý nhất. Ta nói rồi, con trai làm sao mà có thể tốt bằng con gái chứ. Tôi nhìn bầu không khí trên bàn ăn, hối hận lúc đó không hỏi Phó Đình Nguyên. Tôi làm tóc cả ngày, bây giờ đói đến mức lồng ngực sắp dán vào lưng. Một bàn thức ăn to như vậy mà họ không ăn, tôi đây đang chảy hết cả nước miếng rồi. Phó Thư Vũ cười cười. Ba, Uẩn Uẩn lúc nào cũng nghe lời. Lời ba nói, cô ấy chỉ sợ là lấy cả giấy bút ra để ghi lại. Phó Đình Nguyên nhẹ giọng cắt ngang lời của bọn họ. Lời khách sáo chắc là vẫn còn rất nhiều. Các người tối nay cứ nói chuyện đi, tôi đói rồi. Sắc mặt của Phó Tân trong nháy mắt thay đổi. Phó Thư Vũ xin lỗi trước. Thật xin lỗi, Đình Nguyên. Quên mất dạ dày của em không tốt, phải ăn cơm đúng giờ, phải không nào? Tôi nhìn Phó Đình Nguyên, đường cong mặt anh sắc nét, thân sắc lạnh lùng. Tự dưng có chút đau lòng cho anh. Cả cái nhà này toàn là sói vẫy đuôi, khi dễ anh. Không ngờ Phó Đình Nguyên ngoài kia là lão đại giang hồ, cũng có một mặt như vậy, trông rất đáng thương. Tôi cẩn thận từng ly từng tí gắp đồ ăn vào chén của Phó Đình Nguyên. Anh có muốn nói gì cũng phải ăn nhiều một chút, đừng để mình đói bụng đấy. Phó Tân nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy ghét bỏ, nói chuyện lộ ra vẻ cay nghiệt. Đình Nguyên, ta không cấm con tìm bạn gái, nhưng mà đừng có gặp ai cũng đưa về nhà chứ. Chú à, cháu không phải là bạn gái của Phó Đình Nguyên. Không phải bạn gái, mà cô ấy là vị hôn thê của con, Tống Diễm Hoa. Phó Đình Nguyên không nhanh không chậm chặn lời tôi. Cái quái gì thế này, vị hôn thê ở đâu ra? Tôi hóa đá tại chỗ 3 giây. Nhặt được một vị hôn phu như Phó Đình Nguyên, vậy thì 3.000 vạn kia tôi không cần phải trả lại, có đúng không? Tôi lập tức rót đầy ly, đưa nó về phía của Phó Tân cùng với Phó Thư Vũ. Dạ, chào chú, chào anh. Cháu là hôn thê của Phó Đình Nguyên. Tôi cảm nhận người đàn ông cũng vừa hóa đá tại chỗ. Phó Thư Vũ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Đình Nguyên, em đúng là hồ đồ thật đấy. Phó Đình Nguyên không để ý anh trai mình nói gì, một tay ôm vai tôi. Tôi khéo léo phối hợp với anh, tay đặt lên cánh tay anh, nhìn về phía Phó Thư Vũ, ngọt ngào nói chào anh trai. Trần Uẩn thì bật cười. Loại phụ nữ như cô tôi gặp quá nhiều rồi, vì tiền mà không từ một chút thủ đoạn nào. Cô Trần kiến thức uyên bác, xin hỏi cô, tôi thuộc loại phụ nữ như thế nào? Tôi chớp chớp mắt nhìn sang Trần Uẩn. Không vừa ý thì nói móc nói mỉa nhau. Mặc dù tôi chưa trải qua chuyện này, nhưng dù sao tiểu thuyết tôi xem qua không ít mà, thừa sức đối phó. Trần Uẩn này xem ra là thích Phó Đình Nguyên, thường xuyên dùng mặt nóng dán mông lạnh. Phó Thư Vũ cùng một ruột với Trần Uẩn đấy chứ. Còn Phó Tân thiên vị con trai lớn, để Phó Đình Nguyên thiệt thòi không ít. Phó Đình Nguyên quả thực là nam chính, cho dù bị công kích từ hai phía vẫn tạo ra tiếng tăm trong giới xã hội đen, đúng là châu bò. Trần Uẩn bị tôi chọc cho tức giận. Vậy xin hỏi cô Tống, cô là thiên kim tiểu thư nhà ai? Nhà họ Tống đó. Tôi mang họ Tống không phải rất rõ ràng sao? Phó Đình Nguyên cười khẽ, tâm tình của anh hình như là tốt hơn nhiều. Nhà họ Tống ư? Thành phố Diêm từ bao giờ
có một nhà họ Tống giàu có rồi. Thật có lỗi, cô Trần. Sớm biết cô không tin, tôi nên mang hộ khẩu từ lúc đầu mới đúng. Bớt nói nhảm đi. Phó Đình Nguyên buông đũa, lạnh lùng nhìn về phía của Trần Uẩn. Cô Trần, vị hôn thê của tôi, chưa đến lượt cô khua tay múa chân, xin cô tự trọng. Trần Uẩn hai mắt đỏ lên, giọng nói mềm đi rất nhiều. Đình Nguyên, em không có ý đó đâu. Em chỉ sợ là anh quá mù quáng thôi. Em... Phó Tân hử lạnh. Phó Đình Nguyên, con giỏi lắm. Có vị hôn thê cũng không báo cho người làm cha như ta một tiếng nào. Cha, năm đó lúc giao công ty cho anh trai, con cũng chưa được ba hỏi ý kiến một câu. Đuổi mẹ ra khỏi phó gia, cũng chưa từng hỏi ý kiến nhà ngoại. Bây giờ con có vị hôn thê, người lại bày ra vẻ mặt cha con tình thâm là sao chứ? Phó Tân nghe xong thì giận dữ đập bàn đứng dậy. Vệ sĩ xung quanh cùng nhau xông tới, đứng sau lưng của Phó Đình Nguyên. Tôi vô thức kéo ống tay áo của anh đến gần anh một chút, sợ hai chúng tôi sẽ bị vệ sĩ ném ra ngoài đến nơi. Chú không biết cháu, khó tránh khỏi hiểu lầm. Cháu sẽ chứng minh bản thân mình. Bây giờ chú đừng vì cháu mà tức giận nha. Tôi nói xong thì nháy mắt ra hiệu với Phó Đình Nguyên để anh bớt giận. Anh Hùng không để ý thiệt thòi trước mắt. Một giây sau, người áo đen tiến đến nắm cánh tay của Phó Đình Nguyên, rồi đưa vào trong thang máy. Tôi trợn tròn mắt. Phó Đình Nguyên, mày là đứa con khốn nạn, giống y hệt Đức Hạnh, người mẹ đã chết của mày. Nửa giờ sau, Phó Tân ngồi trước mặt của Phó Đình Nguyên, liều mạng nói ra lời xin lỗi. Đình Nguyên, là cha có lỗi với con. Con muốn kết hôn với ai thì cứ việc kết hôn, nhưng xin con hãy bỏ qua cho tập đoàn Phó Thị. Phó Đình Nguyên bắt chéo chân, ngồi trên ghế san lông, nhìn chằm chằm Phó Tân mà nhếch môi. Cha, phụ từ tử hiếu, họp mặt mỗi tháng là nguyện vọng của mẹ lúc còn sống. Tôi nể mặt ông là vì mẹ. Những năm nay cho ông không ít lợi ích, cho nên ông tốt nhất tự biết chừng biết mực. Phó Tân có chút kích động. Đình Nguyên, cha biết cha sai rồi, con đừng làm như thế, con bỏ qua cho Phó Thị đi. Sau này cha sẽ không nhúng tay vào chuyện công ty nữa, cha đồng ý ra nước ngoài. Như vậy từ sớm đi không phải là tốt hơn sao? Người một nhà chúng ta có thể yên bình cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau khi vệ sĩ đưa Phó Tân đi, Phó Thư Vũ ở bên cạnh đẩy gọng kính bằng vàng, khóe môi của anh ta nhếch lên. Đình Nguyên, cha già cả lẩm cẩm, em chấp nhặt với ông ấy để làm gì chứ? Phó Đình Nguyên đứng dậy. Anh nói đùa hơi nhiều rồi, cơ thể của cha khó chịu, tôi chỉ là muốn ông ấy ra nước ngoài sớm một chút để trị liệu, không phải vất vả vì công việc nữa. Mà đúng, nghe nói công ty giải trí của anh trai lần đầu tư điện ảnh gần đây phải bồi thường không ít tiền. Nếu cần thì đừng khách khí, tôi có nhiều tiền mặt. Sắc mặt của Phó Thư Vũ lập tức thay đổi. Tôi chạy theo Phó Đình Nguyên. Buổi tối hôm nay hoàn toàn chính là một đại cục của phim Ân Oán Hảo Môn. Không ngờ Phó Tân, một bộ quát tháo oai phong, lại là bộ dáng này đây. Có điều đêm nay Phó Đình Nguyên rất đẹp trai, nếu không vì 3.000 vạn, tôi cũng không phải không thể kết hôn với anh. Tôi đuổi kịp Phó Đình Nguyên, một tay khoác lên cổ tay anh. Người đàn ông tự dưng dừng lại, cứng đơ người, quay đầu nhìn tôi. Em khẳng định anh vừa gặp em đã yêu. Em đồng ý, Phó Đình Nguyên. Tống Diễm Hoa, tôi nghĩ là cô đang nhầm. Không để cho Phó Đình Nguyên nói xong, tôi đã ôm lấy cổ anh, nhón chân hôn tới. Dưới chân đang không vững, tôi ôm lấy eo của anh luôn. Anh một tay đỡ tôi, kéo giãn khoảng cách của hai người. Trong đôi mắt hẹp dài có chút chật vật, môi mỏng hiện ra một mảng đỏ. Kể từ sau đêm đó, tôi ròng rã một tuần không gặp Phó Đình Nguyên. Từ miệng của tên mặt sẹo tôi biết, mẹ của Phó Đình Nguyên, lúc anh 15 tuổi, đã bị Phó Tân đuổi ra khỏi nhà trong uất ức. Nguyện vọng lúc còn sống của bà
là hy vọng cả gia đình hòa thuận, bảo con trai Phó Đình Nguyên không nên trách ba mình. Tiệc gia đình mỗi tháng anh chắc chắn phải đi, anh là con cái của Phó gia. Phó Đình Nguyên từ đó trở đi tiếp quản sản nghiệp của bên nhà ngoại. Hai cậu đã cưu mang Đình Nguyên, thương nghiệp bên nhà ngoại, thế giới ngầm gì đó giao toàn bộ cho Phó Đình Nguyên. Nếu không phải anh làm theo di ngôn của mẹ anh thì chắc chắn Phó Tân không thể nào sống được đến bây giờ. Về phần Phó Thư Vũ, mặt sẹo chỉ nói người này tâm ý khó dò, tất cả mọi người đều có thể lợi dụng, bao gồm chuyện đêm đó Phó Tân nổi giận cũng là do anh ta châm ngòi nói với Phó Tân. Phó Đình Nguyên đem gái hầu rượu về nhà. Tôi nghe xong tức giận không thể nào chịu nổi. Tôi có chỗ nào giống gái hầu rượu? Mắt của Phó Thư Vũ, mắt Phó Thư Vũ bị mù có đúng không? Tôi đang nổi giận thì bỗng thấy điện thoại có số lạ gọi đến. Người gọi đến là Phó Thư Vũ. Anh ta hẹn gặp mặt tôi, nó có chuyện liên quan đến ba tôi. Tôi đón xe đến phòng ăn mà anh ta nói. Phó Thư Vũ là con chó đội lốt người, ngồi trong phòng bao. Ánh mắt anh ta dịu dàng nhưng lại đầy tàn nhẫn. Cô Tống, tôi biết chuyện ba cô thiếu nợ Phó Đình Nguyên 3.000 vạn. Điều kiện của cô không tệ, cần gì phải làm mình ấm ức như vậy? Không bằng cô cân nhắc đến việc tới công ty của tôi làm nghệ sĩ đi. Làm nghệ sĩ ư? Đúng, nếu cô đồng ý ký kết hợp đồng, tôi trước mắt có thể trả cô 3.000 vạn. Đến lúc đó ba cô được về nước, cô cũng rời khỏi Phó Đình Nguyên được rồi. Tôi bực bội nhìn Phó Thư Vũ, con mắt nào của hắn ta thấy tôi muốn rời khỏi Phó Đình Nguyên. Tôi bây giờ vốn dĩ không muốn đi nha. Phó Đình Nguyên đẹp trai lại nhiều tiền, lại còn cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi. À không, hình như là tôi chủ động hôn anh. Nhưng mà không quan trọng, nói chung nụ hôn đầu tiên dành cho Phó Đình Nguyên. Thế nhưng tôi vẫn muốn xem Phó Thư Vũ định làm cái gì. Cũng được, có thể ký kết với công ty của Phó Tổng, vậy ít nhất sẽ có hình tượng. Còn có phí ký kết 3.000 vạn, tại sao tôi không làm cơ chứ? Khóe môi của Phó Thư Vũ lộ ra nét cười. Nếu cô Tống đã đồng ý, trước khi ký kết, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ. Là gì? Cô Tống, đây là bút ghi âm, hy vọng cô có thể để nó dưới bản sách của Phó Đình Nguyên. Chỉ cần cô làm được thì tôi lập tức ký kết hợp đồng với cô. Phó Thư Vũ nói xong cầm bút ghi âm mini đặt trên bàn trước mặt tôi. Anh ta dùng chiêu này đúng là một mũi tên trúng hai đích. Có phải nếu tôi không nói gì thì sẽ bị xem là đồ đần độn, làm theo tất cả những gì anh ta nói hay không? Chồng tôi dễ dụ dỗ đến như vậy à? Tôi ra vẻ kinh hoàng mà đáp. Phó Tổng à, cái này không được đâu. Anh cũng biết Phó Đình Nguyên từ trước đến nay cẩn thận thế nào. Tôi làm như vậy nếu như bị anh ấy phát hiện ra, chắc chắn tôi chết mất. Cô Tống, cứ yên tâm, bút ghi âm này rất nhỏ, cô đặt dưới bàn, thần không biết quỷ không hay. Nếu như bị phát hiện, cũng chỉ có thể là mặt sẹo hoặc những người khác. Không ai nghi ngờ gì cô đâu. Như thế này đi, để bày tỏ lòng thành, tôi sẽ đưa 1 vạn tiền cọc cho cô trước, để ba cô ở nước ngoài có cuộc sống khấm khá. Tôi cuối cùng đồng ý với Phó Thư Vũ và hỏi anh ta một vấn đề. Tại sao Phó Đình Nguyên lại không thích màu đen? Phó Thư Vũ nghe câu hỏi thì từ tốn đáp. Khi còn bé, nữ thư ký của ba tôi nửa đêm thường xuyên mặc âu phục màu đen đến thư phòng của ba. Phòng của Phó Đình Nguyên sát vách thư phòng. Có một lần nó hỏi và bị ba đánh cho gần chết. Tôi nghe xong thì nắm chặt nắm đấm, cố nén ý cười. Cho nên anh ấy bị mất ngủ cũng còn liên quan đến chuyện này sao? Đúng vậy, nghe bảo mẫu nói về sau giấc ngủ của nó không được tốt cho lắm. Trên đường trở về, tôi nhịn không được mà rơi nước mắt. Tôi khóc trên đường, tôi cảm thấy đau lòng thay cho Phó Đình Nguyên. Ban đêm tôi thừa dịp Phó Đình Nguyên đi ngủ, lén lén lút lút chạy vào trong phòng anh. Anh ngủ rõ ràng không an giấc,
Trên trán có một chút mồ hôi rịn ra, đầu giường có mùi nến thơm. Mấy ngày nay, Phó Đình Nguyên đều bận rộn công việc, vội vàng đàm phán hạng mục mới, vội vàng thu mua công ty. Tôi nằm bên giường, vươn tay ôm lấy Phó Đình Nguyên, vỗ lưng cho anh một chút. Tôi trước kia cho rằng đại ca xã hội đen đều lấy mạng người và đi cướp của. Bây giờ biết đến Phó Đình Nguyên thì tư tưởng đã sớm thay đổi. Hóa ra chuyện kinh doanh, anh còn hơn cả chuyên gia. Ba tôi và Phó Đình Nguyên ký hợp đồng với nhau, đồng ý giao hàng đúng lúc. Nhưng mà cuối cùng lại bị lừa cả người cả hàng, không thể giao hàng như thỏa thuận. Dựa theo hợp đồng đã ước định thì ba tôi phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Phó Đình Nguyên. Tổng số tiền là 3.000 vạn. Phó Đình Nguyên lật qua lật lại, duỗi tay ôm chặt eo tôi. Anh vô thức cọ cọ vào cơ thể tôi. Rồi thế nào anh mở mắt ra. Người đàn ông thu tay về, kéo dài khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tống Diễm Hoa, lá gan của cô không nhỏ, hết lần này đến lần khác chiếm tiện nghi của tôi. Thì anh nói em là vị hôn thê của anh mà. Chúng ta cũng gặp mặt hai bên gia đình, danh chính ngôn thuận mà đến với nhau thôi. Phó Đình Nguyên thần sắc dần lạnh đi, giọng nói vô cùng nhạt nhưng khó nghe. Tống Diễm Hoa, tôi nói như vậy là để chọc giận Phó Tân. Tôi không có ý định kết hôn. Nụ cười trên môi tôi cứng đơ. Rất nhanh tôi khôi phục lại trạng thái cũ. Tôi biết một tuần qua Phó Đình Nguyên cố tình tránh tôi, anh thậm chí không cho tôi đụng vào. Đêm đó cũng chỉ là cách tạm thời. Có điều nghe anh chính miệng nói ra, trong lòng tôi vẫn có chút khó chịu. Tôi không để ý mà cười cười. Em đùa thôi. Hôm nay Phó Thư Vũ tìm em, em đến để nói với anh chuyện này. Sau đó tôi kể lại tất cả những gì Phó Thư Vũ yêu cầu tôi làm. Đình Nguyên xoay mặt sẹo, cầm bút ghi âm đặt trong thư phòng. Tôi đi đến bên cạnh cửa lầm bầm. Giờ thì anh đã biết rồi đấy. Em cũng thực hiện xong lời hứa với Phó Thư Vũ. Em dự tính sẽ đến công ty của anh ta. Chờ khi nào em nhận tiền, em sẽ trả cho anh. Không đợi cho Phó Đình Nguyên nói gì, tôi mau chóng khóa cửa phòng. Vừa ra đến cửa, nước mắt tôi đã không thể nào kiềm chế mà rơi xuống. Tống Diễm Hoa à, Tống Diễm Hoa, mày thật sự là không có tiền đồ. Mày mới biết Phó Đình Nguyên bao lâu chứ? Cứ vậy mà không thể kìm được trái tim sao? Không được đau lòng, còn rất nhiều em trai đẹp trai ở ngoài kia đang chờ mày cơ mà. Tôi lau nước mắt, trở về phòng vừa vặn gặp mặt sẹo. Anh ta đại khái cũng đoán ra có chuyện gì với tôi. Diễm Hoa, tôi nói với cô này, đàn ông ấy mà đôi khi không hiểu phong tình. Đại ca anh ấy không phải là không thích cô đâu, chỉ là không biết thể hiện như thế nào thôi. Tôi hít hít mũi. Cảm ơn anh mặt sẹo. Tôi đã nói với Phó Thiếu rồi, 2 ngày nữa tôi sẽ dọn đi. Tiền mau chóng trả cho anh ấy. Mặt sẹo nghe như vậy thì đáp. Đừng đi mà, Diễm Hoa. Cô thử nghĩ mà xem. Đại ca nếu không có ý gì với cô, tại sao lại có thể tùy ý để cô ra vào phòng của anh ấy? Anh ấy từ trước đến nay chưa bao giờ chạm vào phụ nữ. Cô cho anh ấy thêm một chút thời gian. Tôi thở dài. Anh mặt sẹo, anh không hiểu đâu. Chuyện thích hay không thích làm sao mà có thể miễn cưỡng được. Phó Đình Nguyên, anh ấy không thích tôi rồi. Nói xong, nước mắt trên mắt tôi lại nhịn không được mà rơi xuống, vội vã trở về phòng. Về đến nơi, tôi thực sự khóc bù lu bù loa. Lần đầu tiên thổ lộ tình cảm với người ta lại thu về thất bại tràn trề. Trời còn chưa sáng, tôi lập tức dọn dẹp đồ đạc rời khỏi biệt thự của Phó Đình Nguyên. Mặt sẹo muốn nói gì đó lại thôi. Nếu có người bắt nạt cô thì cứ nói với anh nha. Tôi cảm động gật đầu, nhìn vào trong phòng ngủ của Phó Đình Nguyên một chút rồi sau đó rời đi. 3 tháng sau, Phó Thư Vũ đưa tôi đến một tiệc rượu, giới thiệu tôi với tất cả mọi người. Phóng viên xung quanh lập tức sôi nổi. Phó Tổng, có phải nữ chính vẫn chưa quyết định
của bộ phim mới này là cô Tống Diễm Hoa đây, đúng không? Phó Tổng à, công ty đã lâu rồi không ký hợp đồng với người mới. Cô Tống có gì đặc biệt mà anh lại hợp tác thế? Phó Tổng, tối qua có chụp được bức hình một cô gái đi vào nhà anh. Xin hỏi có phải là cô Tống Diễm Hoa hay không? Phó Thư Vũ nghe mọi người xung quanh mồm năm miệng mười thì cười nhạt mà đáp: Diễm Hoa là người mới, được công ty chúng tôi rất coi trọng. Sau này xin hãy chăm sóc cô ấy. Còn về phần tôi, xin đừng để ý quá nhiều. Ánh đèn flash nhấp nháy tứ phía. Phó Đình Nguyên ở bên ngoài bước vào thảm đỏ. Vệ sĩ rất nhanh đã ngăn phóng viên không cho chụp hình anh. Tiệc rượu kết thúc, trong phòng bao chỉ còn lại Phó Đình Nguyên và chúng tôi. Phó Thư Vũ đưa tôi đi chào hỏi mọi người một tiếng. Mùi gỗ nhàn nhạt trên người Phó Đình Nguyên tỏa ra. Đây là mùi nến thơm mà anh Mặt Sẹo đã mua cho Đình Nguyên để hỗ trợ giấc ngủ. Có phải là anh càng ngày càng khó ngủ hơn hay không? Tôi có chút không yên lòng nghiêng mặt sang. Phó Thư Vũ tự dưng nắm tay tôi. Tôi sững sờ, đã nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Phó Thư Vũ. Hàng lông mày vốn bất động của Phó Đình Nguyên hiện ra tia tức giận, lạnh lùng nhìn tôi. Mục đích của cô Tống không đơn giản hay sao, Thư Vũ? Phó Thư Vũ để kính gọng vàng, cười ôn hòa mà đáp: Khi đó là anh chưa hiểu rõ về Diễm Hoa. Phải cảm ơn em đấy, Đình Nguyên. Nếu không thì anh đã không biết đến cô ấy rồi. Khách sáo rồi. Gương mặt của Phó Đình Nguyên không cảm xúc. Nhìn Đình Nguyên rồi đi, trên lồng ngực của tôi tự dưng khó chịu. Tôi dùng sức mà tránh khỏi Phó Thư Vũ, lạnh giọng: Phó Tổng, tôi đồng ý chuyện của anh rồi. Bây giờ chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác. Nếu anh dùng tôi để khiêu khích Phó Đình Nguyên, chỉ sợ là vẽ vời thêm chuyện. Hy vọng anh sau này đừng làm loại chuyện như vậy nữa. Giọng nói của Phó Thư Vũ mang theo 10 phần vui vẻ. Diễm Hoa, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Sau khi cô để bút ghi âm ở đó, tôi đã biết được những kế hoạch tiếp theo của công ty Phó Đình Nguyên. Bên cạnh nó đã có người của tôi, bây giờ còn thêm bút ghi âm của cô. Phó Thị rất nhanh sẽ khởi tử hồi sinh. Nếu cô đồng ý ở bên cạnh tôi thì phu nhân tập đoàn Phó Thị chính là cô đấy, Diễm Hoa. Nghe thấy Phó Thư Vũ biết kế hoạch tiếp theo của Phó Đình Nguyên mà trái tim tôi đập đến cổ họng. Không biết người anh ta giấu ở bên cạnh Phó Đình Nguyên là ai. Tôi thực sự muốn nói chuyện này với Mặt Sẹo. Bảo Mặt Sẹo nói với Phó Đình Nguyên hãy cẩn thận một chút. Thấy tôi không trả lời, thần sắc của Phó Thư Vũ dần dần trở nên không vui. Diễm Hoa, cô nhớ cho kỹ, tôi có thể nâng cô lên thì cũng có thể hủy hoại cô. Nói xong anh ta đưa ra một cái thẻ phòng. Đêm nay 11 giờ, trên thẻ có ghi sẵn địa điểm, hy vọng có thể nhìn thấy cô. Lúc Phó Thư Vũ đi ngang qua tôi, hạ giọng nói thêm một câu. Đúng rồi, quên nói với cô. Lần đầu tiên khi mà nhìn thấy cô mặc váy 2 giây trông rất xinh đẹp. Tôi cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn, chờ Phó Thư Vũ biến mất thì cầm khăn ướt dùng sức lau lau tay. Tôi vừa lau tay xong đi ra bên ngoài, lấy điện thoại di động gọi cho Mặt Sẹo. Từ đầu đến cuối không có người nghe máy. Ở bên cạnh Phó Thư Vũ không ngừng thám thính tin tức, tôi mới biết được người này buồn nôn thế nào, mới hiểu được trong giới này loạn đến đâu. Trần Uẩn cũng chỉ là một công cụ để cho Phó Thư Vũ lợi dụng mà thôi. Tôi dẫm chân lên giày cao gót chạy chậm. Vừa đến chỗ ngoặt thì bị người chặn ngang rồi kéo sang một cái. Tôi không ngừng đánh loạn lên nhưng đã bị người kia bắt lấy tay một cách dễ dàng. Ngước mắt nhìn lên, tôi nhìn rõ người này chính là Phó Đình Nguyên. Anh đang ngồi rất gần tôi, đôi mắt thâm trầm hẹp dài, mùi thơm của gỗ không ngừng truyền vào trong khoang mũi. Phó Đình Nguyên, Phó Thư Vũ đã sắp xếp gián điệp ở bên cạnh anh đấy, anh mau chóng. Đại não tôi giống như bị tê liệt, nhìn khuôn mặt tuấn tú ở trước mắt gần trong gang tấc.
Không phải là tôi đang nằm mơ chứ? Còn chưa nói xong mà Phó Đình Nguyên đã đặt môi anh lên môi tôi. Chuyện quái gì thế này? Phó Đình Nguyên vậy mà hôn tôi, anh chủ động hôn tôi. Phó Đình Nguyên dùng sức ôm tôi vào trong lồng ngực. Tôi bị đau, hừ hừ vài cái. Đình Nguyên rũ mắt xuống, thấy tôi bị giày cao gót làm cho chảy ra gót chân. Anh ngồi xuống ôm tôi. Vệ sĩ hai bên che dù đi theo chúng tôi. Anh mặt sẹo đứng một bên, khóe môi cười đến tận mang tai. Gò má tôi nóng đến đỏ bừng, đem mặt vùi vào trong lồng ngực của Phó Đình Nguyên. Về đến biệt thự, anh cẩn thận từng ly từng tí đặt tôi trên ghế salon, ngồi xuống bôi thuốc cho tôi. Tôi nhỏ giọng: "Em nói với anh có nghe thấy không đấy, Đình Nguyên?" Người đàn ông vẫn chuyên tâm bôi thuốc. "Nghe thấy chứ? Có gián điệp đó. Phó Thư Vũ còn nói rằng đã biết hết kế hoạch tiếp theo của anh rồi. Anh ta chắc chắn sẽ phá hỏng. Anh phải cẩn thận đấy, Đình Nguyên." Người đàn ông dừng động tác, một tia nguy hiểm lướt qua đáy mắt. "Cho nên 3 tháng qua em ở bên cạnh Phó Thư Vũ là muốn thay tôi thám thính tin tức sao?" "Không hẳn là như vậy, nhưng mà em cũng muốn đánh cược một lần. Em vốn không thích nợ nần người khác." Khuôn mặt tuấn tú của Phó Đình Nguyên xích đến gần tôi. "Tôi là người khác sao?" Tôi nhìn đôi môi mỏng kiều diễm của Đình Nguyên mà trái tim đập rộn ràng, cố gắng né tránh. "Đừng như vậy mà, Phó Đình Nguyên. Anh còn tiếp tục như thế, em sẽ hiểu lầm mất." Người đàn ông giật giật đôi môi mỏng, cười yếu ớt. "Tống Diễm Hoa, em còn thích tôi thì cứ thừa nhận đi, không mất mặt một chút nào." Tôi nghe xong hơi tức giận, nhớ đến hình tượng khó chịu 3 tháng nay, tôi đẩy Phó Đình Nguyên ra. "Anh cho rằng anh là ai? Cho rằng anh gọi thì tôi đến, vung tay thì tôi đi. Như thế đáng tự hào lắm sao, Phó Đình Nguyên?" Tôi vừa nói, nước mắt đã không thể nào kiềm chế mà rơi xuống. Thấy tôi khóc, Phó Đình Nguyên hoảng hồn, anh bối rối lau nước mắt cho tôi. "Thật xin lỗi, đều là anh không tốt, anh là tên khốn nạn, Diễm Hoa. Anh không biết mình thích em đến mức nào. Anh thừa nhận hôm nay xém chút nữa đã không nhịn được mà lấy cái tay của Phó Thư Vũ mang đi. Nhìn thấy anh ta nắm tay em, anh đã ghen tị đến phát điên lên. 3 tháng qua, ban đêm anh không thể say giấc, mỗi đêm đều điên cuồng nghĩ về em. Em ở bên cạnh Phó Thư Vũ hẳn 3 tháng, anh cũng cho người canh chừng em 3 tháng. Diễm Hoa, anh thừa nhận là anh yêu em." Người đàn ông nói ra một hơi dài, thấy tôi ngừng rơi nước mắt mà chuyển sang sửng sốt. Anh nhẹ nhàng, mềm giọng nói: "Đừng khóc, em muốn gì anh đều đồng ý với em." Tôi tự dưng cười lớn, bắt lấy cổ áo của Phó Đình Nguyên. "Bất kỳ cái gì anh cũng đồng ý sao? Anh thề đấy, cho dù là bay lên trời hay là đi du lịch gì gì đó, chỉ cần em nói ra." Tôi bị tên ngốc Phó Đình Nguyên làm cho tức giận đến vừa khóc vừa cười. "Tên ngốc này, em chỉ cần anh thôi." Phó Đình Nguyên nghe xong, đôi mắt đen hẹp dài dần dần nổi lên ý cười. "Được rồi, em muốn gì anh cũng chiều." Vừa nói, người đàn ông vừa đưa tay từ từ cởi bỏ hàng nút áo sơ mi. Không đến 1 tuần, Phó Thư Vũ vì không thấy tôi mà tức đến hổn hển. Sau đó anh ta phát hiện ra Phó Đình Nguyên cùng với đám hàng hóa nước ngoài kia đã thuận lợi chuyển đi. Anh ta gấp đến độ muốn đập nát văn phòng. Ban đêm, Phó Thư Vũ đến quán bar uống say, rồi gặp được một đám lưu manh. Cãi qua cãi lại gì đó mà Phó Thư Vũ bị người ta đánh cho gãy tay trái, đành phải mặt mũi xám xịt mà ra nước ngoài. Trần Uẩn cũng bởi vì bị Phó Thư Vũ vứt bỏ, rồi bị phơi bày một đống bê bối, fan hâm mộ đều rời bỏ cô ta. Trần Uẩn đành phải mai danh ẩn tích. Nửa tháng sau, Phó Đình Nguyên chính thức thu mua tập đoàn Phó Thị,
Đây là lễ vật mà ông ngoại giao cho mẹ anh, bây giờ mới chân chính trở lại tay anh. Khi đó Phó Thư Vũ vì không trả lại số tiền 3.000 vạn, một mực không cho tôi ký kết hợp đồng, tôi mới phát hiện ra anh ta thiếu nợ không ít tiền lương của nhân viên. Sau khi Phó Đình Nguyên tiếp quản thì thanh toán toàn bộ số nợ đó, hủy bỏ những dự án phim truyền hình dở tệ đã từng đầu tư, tìm người chuyên nghiệp để quản lý công ty giải trí. Một lần nữa, tìm dự án đầu tư và tuyển diễn viên. Tôi và Phó Đình Nguyên ngồi trên xích đu trong vườn hoa ngắm nhìn sao trời. Nhìn sao mà tôi nhớ đến ba. Sau cái lần gọi điện kia cũng không thể nào liên lạc cho ba, không biết ông sống thế nào rồi. Phó Đình Nguyên thấy tôi không vui, để cho tôi ngủ một giấc, nói rằng khi tỉnh lại sẽ cho tôi niềm vui bất ngờ. Buổi sáng lúc tỉnh dậy, anh đưa tôi đến cửa hàng trà sữa có quy mô vô cùng lớn. Chúng tôi vừa đi vào đã nhìn thấy ba tôi ở đó nhiệt tình chào hỏi khách hàng. Trên mặt ông tràn đầy nghiêm túc dạy bảo nhân viên mới. Lúc chú ấy trở về Diêm Thành có đến tìm anh, hy vọng anh không làm khó dễ em đấy, Diễm Hoa. Ngày ba em xảy ra chuyện, ông ấy sợ người khác đến cửa tìm em gây phiền phức, nên mới muốn đưa em đến bên cạnh anh. Tôi từ kinh ngạc chuyển sang không hiểu. Đưa em đến bên cạnh đại ca xã hội đen nữa, chẳng lẽ như vậy không nguy hiểm chắc? Phó Đình Nguyên tròn mắt, lông mi dài chớp chớp, chậm rãi xích đến gần bên tai tôi. Vì ông ấy nghe nói anh không thích gần phụ nữ. Cái gì mà không gần phụ nữ? Nghe đến đây tôi bật cười. Phó Đình Nguyên nói giấy nợ 3.000 vạn kia anh đã xé bỏ. Có điều ba tôi kiên trì muốn trả góp, đến khi nào thanh toán hết nợ thì thôi. Lần này ông mở cửa tiệm trà sữa là Phó Đình Nguyên hỗ trợ, cực kỳ đáng tin cậy. Đây đã là chi nhánh thứ hai của ba tôi rồi. Tôi nhìn Phó Đình Nguyên trước mắt, vừa cảm động vừa phấn khích. Người đàn ông thấy như vậy đến gần tai tôi mà nói: Tống Diễm Hoa, chúng ta còn có việc chưa làm xong thì phải. Việc gì chứ? Dập lửa. Nến thơm không phải là anh mặt sẹo đã ném đi rồi sao? Anh nghe nói anh đã không cần nến thơm để ngủ ngon nữa. Không phải dập nến thơm mà dập lửa trên người tôi. Nói một câu vô cùng ái muội. Tôi nhìn mọi người xung quanh đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, lập tức giấu khuôn mặt đỏ bừng và lồng ngực của Phó Đình Nguyên. Đám cưới của tôi cùng Phó Đình Nguyên diễn ra vào mùa xuân. Trước đây cùng ba Tống đi dự tiệc không ít, nhưng mà tôi chưa thấy ai tổ chức đám cưới với quy mô 2.000 khách mời như thế này. Đúng vậy, chính xác là 2.000 khách, từ sáng đến tối đều phải tiếp khách. Tôi đã thay ra 4 chiếc váy cưới khác nhau, cảm thấy choáng váng, hơi đau đầu. Nhưng nhìn sang người đàn ông bên cạnh thì không giống thế. Anh vẫn xoáy khí người người, nụ cười trên môi chưa từng ngớt. Bàn tay anh vẫn siết chặt tay tôi không rời. Tôi thấy ba Tống đang nhìn về phía này, ông nở ra nụ cười mãn nguyện lắm. Cái ngày ba tôi giao con gái cho người đàn ông chưa chạm tới phụ nữ Phó Đình Nguyên, có lẽ ba không ngờ tới sẽ có cảnh tượng đám cưới hạnh phúc như ngày hôm nay. Cũng phải, cô dâu là tôi đây, còn không ngờ tới cơ mà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong bộ truyện ngắn vừa rồi. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của bộ truyện này có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.